Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6:30 giờ, giờ California, tức là 8:30 giờ, giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin từ hãng thông tấn AP. Iran cảnh cáo giới Taliban ở tại Afghanistan là không nên vi phạm về cái luật ở trên cái nguồn nước tại dòng sông Herman ở giữa hai quốc gia. Bản tin mới nhất từ Tehran cho biết là Tổng thống của Iran đã lên tiếng cảnh cáo chế độ Taliban tại Afghanistan là không nên vi phạm về cái quyền lợi nước của người dân Iran trong cái dòng sông gọi là Helmand River được nằm giữa hai quốc gia. Tổng thống Ebrahim Raisi đã lên tiếng và cho biết rằng chính quyền của ông đang chắc là sẽ bảo vệ cho cái quyền lợi về nguồn nước tại đây. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ một cái quyền lợi nào của người dân chúng tôi sẽ bị vi phạm. Ông đã lên tiếng cảnh cáo chế độ Taliban sau khi mà đưa ra những cái lời được xem là khá nghiêm trọng, trong đó nói rằng là đây là cái dòng sông khá quan trọng đối với những người dân sinh sống tại Iran nằm dọc theo biên giới của Afghanistan và Iran, ông Rishi đã phát biểu bằng <laughs> ở trên cái uh, cuộc nói chuyện tại biên giới của Pakistan vào ngày thứ năm trong lúc mà ông có chuyến viếng thăm chính thức tới quốc gia này trong vòng 10 năm qua và trong đó gần như là đang có 6 cái chợ nằm dọc theo biên giới của Pakistan và của Iran đồng thời lên tiếng thúc dục chế độ của Afghanistan tức là uh, Taliban là phải để cho những người dân của Iran có thể kiểm tra về cái mức độ của nguồn nước cũng như là nguyên thủy của nguồn nước này nó chảy từ trên cái đồi ở Afghanistan gọi là Hindu Kush. À, chế độ Taliban đã chiếm quyền lực tại Afghanistan từ tháng 8 năm 2021 sau khi Hoa Kỳ và NATO rút quân ra khỏi đây. Và Iran cho biết là họ sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng trong cái hiệp ước năm 1973 ở trên cái dòng sông Helmand River giữa Iran và Afghanistan và môi trường tại đây cần phải được bảo đảm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm hồi giáo Hamas đã kêu gọi người Palestine là đối đầu với lại cái cuộc diễn hành chiến thắng của người Palestine ở tại Jerusalem. Bản tin từ giải Gaza cho biết thì chính quyền dân quân Hamas đang quản trị ở khu vực giải Gaza trong ngày thứ tư đã kêu gọi những người palestine là phải đối đầu với cái cuộc diễn hành chiến thắng của những người thuộc chủ nghĩa dân tộc cực đoan do thái thông qua cái khu vực ở cổ thành jerusalem lời phát biểu của hamas đưa ra khi mà đang có những căng thẳng vào ngày thứ năm đe dọa tới cái cuộc gọi là giao tranh giữa hai bên do thái và người palestine ở tại giải gaza vài ngày sau khi mà họ đang tìm cách gọi là đi tới một cách thỏa ước ngừng bắn. Hai năm trước đây đã có cuộc chiến kéo dài 11 ngày giữa Do Thái và Hamas và khiến cho khu vực đã bị xáo động. Phía Hamas vẫn tiếp tục đưa ra những cái chiến dịch kêu gọi là chống lại người Do Thái. Chúng tôi yêu cầu những người dân ở Jerusalem phải uyển chuyển để đối đầu với lại cái cuộc tụ tập với lá cờ của Do Thái ở tại Jerusalem vào ngày mai. Đó là lời phát biểu của Moussa al-Masri, được xem là một viên chức của Hamas tại giải Gaza. Hamas lên tiếng thúc giục người Palestine ở khu vực vùng chiếm đóng ở Tây Ngạc và kể cả ngay trong lãnh thổ của Do Thái là phải chống lại sự xâm lăng. Và trong đó họ nói rằng là phải dương cái cờ của Palestine dọc theo giải Gaza để mà đối đầu với lại cái cuộc diễn hành chiến thắng của Do Thái. Cuộc diễn hành này có cái tên gọi là Jerusalem Day à, là cái ngày cuộc diễn hành thường niên của do thái chúc mừng cho việc mà họ đã chiếm được cái phía đông của Jerusalem ở cổ thành này năm 1967 trong cuộc chiến tại trung đông đây được xem là một trong những lời kêu gọi mới nhất của nhóm Hamas nhắm vào những người Palestine để chống lại sự hiện diện và cuộc diễn hành duyệt binh của người do thái đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng một bản báo cáo liên quan tới do thái cho biết là Hoa Kỳ sẽ tham gia các cái dự tính quân sự chung với lại phía của do thái các viên chức Do Thái đã cho biết rằng là phía Hoa Kỳ đã đưa ra một cái bản kế hoạch trong những tuần gần đây là sẽ có dự tính tham gia các cái hoạt động quân sự để kềm chế với những cái hoạt động được xem là tình nghi của Iran. E ngại rằng có thể sẽ có một cái cuộc hành động chống lại Iran, đặc biệt là nhắm vào các cái lò nguyên tử của Iran Chính quyền của Joe Biden trước đó đã tìm cách thúc đẩy Iran quay trở lại cái hiệp ước về nguyên tử năm 2015 mà cựu tổng thống Trump trước đây đã hủy bỏ và trong đó họ đã đưa ra một cái bản kế hoạch cho phía do Thái vài tuần lễ trước đây theo tường trình của tờ Axios cho biết và các giới chức Hoa Kỳ nói rằng bản kế hoạch này là chưa từng có và dấu hiệu cho thấy nâng cấp các cái hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và do Thái tờ Axios cho biết chỉ ra một nguồn tin của viên chức Hoa Kỳ bản kế hoạch này đã diễn ra trong thời gian gần đây trong lúc mà có chuyến viếng thăm của tổng tham mưu trưởng Hoa Kỳ là tướng Mark Milley cùng với lại bộ trưởng quốc phòng là Lloyd Austin và cái người chỉ huy của trung tâm gọi là CENTCOM là tư lệnh Eric Cudilla uh, đây được xem là một trong những cái bản kế hoạch khá quan trọng và phía do thái đã không bác bỏ những cái ý tưởng này. À, trong khi đó thì bao gồm luôn cái tiến trình là sẽ có những cái chia sẻ về tin tức bình tình báo và những cái kịch bản để có thể gia tăng các cái cuộc hợp tác này. Một viên chức do thái đã đưa ra với tờ Asiot. E trong khi đó thì một viên chức hoa kỳ nói rằng bản kế hoạch này có nghĩa là tái lập lại cái việc hoa kỳ hậu thuẫn cho do thái và không có nghĩa là họ sẽ siết à, chặt cái bàn tay của do thái trong cái cuộc tập trận hoặc là có cái cuộc tham dự chung về chiến dịch quân sự này có thể sẽ khác biệt và nó có thể đưa ra cái kịch bản và kềm chế những cái hoạt động của iran ở tại khu vực bộ quốc phòng đã đưa ra và nói rằng đây là một trong những cái điều quan trọng mà chúng tôi hợp tác với lại lực lượng quốc phòng của do thái bao gồm luôn việc gia tăng các cái cuộc đối tác về quân sự huấn luyện cũng như là cải thiện tất cả những cái sự hiểu rõ hơn về những thách thức an ninh ở khu vực tư lệnh có tên là philip ventura đã lên tiếng cho biết như trên và quan hệ giữa Hoa Kỳ và Do Thái luôn có những cái sự thân thiết chưa bao giờ có và chúng tôi cam kết với cái vấn đề an ninh của Do Thái một cách chắc chắn. Đây được xem là một trong những cuộc hợp tác khá quan trọng giữa phía Do Thái và phía Hoa Kỳ. Và tháng Giêng thì Hoa Kỳ và Do Thái đã có một cuộc tập trận kéo dài 4 ngày được xem là cuộc tập trận lớn nhất của hai đồng minh này và ước lượng có khoảng 6.400 binh sĩ của Hoa Kỳ và 1.100 binh sĩ của Do Thái tham gia cuộc tập trận này và trên 100 chiếc máy bay của Hoa Kỳ bao gồm luôn 4 chiếc bomber tức là quanh tạc cơ B-52, 4 chiếc F-35 chiến đấu cơ và 45 chiếc F-18 cùng với lại hai cái tròn là MQ-9 và cùng với 6 chiếc tàu của Hoa Kỳ tức là và 6 chiếc tàu chiến của Do Thái đã tham gia cuộc tập trận này. Đây được xem là một trong những cái hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống của Syria đã bắt đầu tới Saudi Arabia cho cái hội nghị thượng đỉnh trong vùng giữa lúc mà ông đã chính thức quay trở lại trở thành thành viên của Liên, liên đoàn Ả Rập Thống Nhất. Bản tin mới cho, ông, cho biết từ Jeddah là tổng thống của Syria, ông Basta al-Assad à, đang trên đường tới Saudi Arabia trong ngày hôm nay thứ năm để tham gia vào cái hội nghị thượng đỉnh trong vùng. Và đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông tới quốc gia được xem là giàu có và giàu hỏa kể từ khi mà bùng nổ cuộc nội chiến tại Syria năm 2011 theo văn phòng của ông ta cho biết như trên việc xuất hiện của ông Assad trong cái liên đoàn Ả Rập sẽ bắt đầu vào ngày thứ sáu dự tính là sẽ có lại chính thức sự quay trở lại vai trò thành viên của Syria sau 12 năm họ bị ngưng lại cái vai trò thành viên và mở ra một cái chương mới cho mối quan hệ của các quốc gia ở khu vực dưới lúc mà đang có nhiều căng thẳng 22 thành viên của liên đoàn Ả Rập là sẽ tụ tập ở tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia và trong đó phía của Syria cho biết rằng là họ sẽ được đón chào một cách trọng thể đối với lại ông Assad Banasat tại Saudi Arabia và tổng thống này được xem là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông ta và xuất hiện, hiện trong cái hội nghị thượng đỉnh này trong cuộc chiến tại Syria cuộc ngồi chiến tại đây thì Saudi Arabia được xem là một đồng minh quan trọng hỗ trợ cho lực lượng đối lập với ông Assad al-Assad lật đổ ông ta. Tuy nhiên trong những tháng gần đây thì chính quyền Riyadh đã kêu gọi cuộc đối thoại và chấm dứt cái cuộc tranh chấp đã khiến cho hơn nửa triệu người đã bị thiệt mạng và nhiều người Syria phải đi lánh nạn chiến tranh. Đây được xem là một trong những cuộc xuất hiện khá quan trọng của ông tổng thống Syria, đồng minh thân cận của cả Nga lẫn Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, chính quyền của Vladimir Putin đã ra lệnh bắt giữ một nhà sản xuất và một đạo diễn đã từng lên tiếng chỉ trích về cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Bản tin từ Tallinn, Estonia một tòa án tại Nga đã ra lệnh bắt giữ một nhà sản xuất phim có tên là Alexander Royansky và và cũng là và người đạo diễn có tên là Ivan Viripaf à, về tội gọi là đưa ra những cái thông tin giả về cái lực lượng quân sự của Nga. Tòa án này đã đưa ra một cái uh, cuộc cáo trạng đối với lại ông uh, Rod Dodney Ansky và Vili vào ngày 27 tây tháng 4. Tuy nhiên, họ đã không cho biết về chi tiết của vụ án này cho tới ngày hôm qua thứ tư. Và theo tường trình của tòa án cho biết thì ông Roni Ansky và ông Vili là hai người đang sinh sống bên ngoài nước ngoài nước Nga à, có thể sẽ bị à, tìm cách bắt giữ bởi lực lượng của Nga và à, trong lúc mà họ được à, và yêu cầu dẫn độ họ theo tường trình của bộ nội an của nga cho biết gì trên à, ông à, do ông Dodnyansky, vốn là người sinh trưởng tại kiev và được xem là một nhân vật rất ảnh hưởng trong cái kỹ nghệ điện ảnh của nga trong nhiều thập niên qua ông đã rời khỏi nga sau khi mà quốc gia này đã có một cái cuộc xâm lăng toàn diện với ukraine vào tháng 2 năm 2022 và liên tục nhắc lại việc mà ông chống lại cuộc chiến này vào tháng 10 năm 2022 thì bộ À, tư pháp của nga đã tuyên bố ông này là một à, gián điệp ngoại quốc và tương tự như vậy thì à, đạo diễn và là tài tử của tên là Vipas được xem là đang sinh sống làm việc tại Warsaw trong à, nhiều năm kể, trở lại đây cũng đồng thời lên tiếng phản đối cuộc nga tại cuộc chiến của nga tại Ukraine trong ngày thứ tư tòa án đã đưa ra cái án lệnh để đòi bắt giữ hai người này và cùng một nhà hoạt động chống chiến tranh là Mikael Kreischer 7 năm tù về tội chống chiến tranh. Đây được xem là một trong những cái phiên tòa khá đặc biệt tại Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cuộc chiến của Nga và Ukraine ngày nay, Ukraine đã bác bỏ việc Nga đã phá hủy cái hệ thống à, hỏa tiễn phòng không Patriot mà họ nhận được. Ukraine đã bác bỏ trong ngày thứ tư cho rằng là hỏa tiễn uh, siêu âm thanh của Nga đã phá hủy được một cái hệ thống phòng không do Hoa Kỳ chế tạo gọi là dạng Patriot System uh, trong cái hệ thống gọi là phòng không cho Kiev uh, Bộ Quốc phòng của Nga cho biết vào ngày thứ ba là trong cái cuộc tấn công vào giữa đêm bằng không tập ở tại thủ đô của Ukraine ít nhất là có hai viên chức của họ nói rằng là cái dàn hệ thống Patriot của um, cung cấp cho Ukraine đã bị thiệt hại nặng nề tuy nhiên họ không cho biết là uh, cái dàn nào bị uh, đã bị thiệt hại tôi nói tôi muốn nói rằng là đừng uh, có lo ngại về tất cả những cái uh, dàn bệ phóng của chúng tôi là dàn Patriot đó là một trong những phát công viên của lực lượng không quân của Ukraine đã lên tiếng nói với đài truyền hình Ukraine ông chỉ ra cho thấy là dàn hỏa tiễn siêu âm thanh của nga có tên gọi là Kingzo uh, đã bị uh, knock out tức là đã bị ngăn chặn bởi dàn Patriot system Phá hủy dàn này là chuyện không thể à, là một chuyện không thể xảy ra bởi bởi các cái loại hỏa tiễn là Kinzo, tất cả mọi thứ họ nói chỉ là một cái chính tính chất gọi là tuyên truyền của họ. Dàn Patriot này là một trong hàng loạt các cái hệ thống phòng thủ mà khối Tây phương đã giúp cho Ukraine để ngăn chặn các cuộc không tập của Nga tiếp theo việc mà Nga đã mở cuộc chiến vào Ukraine ở năm ngoái và việc này cho thấy rằng phía của Nga đang e ngại cái dàn phòng thủ của Hoa Kỳ làm việc rất hữu hiệu và ngày hôm qua phía Ukraine cho biết họ đã bắn rơi ít nhất là 6 cái hỏa tiễn siêu âm thanh của Nga tấn công bằng các cái hoa cuộc không tập trước đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và của Ukraine. Và cũng liên quan tới Ukraine ngày hôm nay, trong một cái lời phát biểu mới nhất thì đặc sứ Trung Quốc nói rằng cả Nga lẫn Ukraine đều phải có một cái vị trí thỏa hiệp chung để dẫn tới hòa bình. Đây là lời phát biểu mới nhất của đặc sứ Trung Quốc do Tập Cận Bình phải tới Ukraine. Đặc sứ có tên là Li Hui đã lên tiếng cho biết là Trung Quốc và Ukraine sẽ tiếp tục đưa ra nỗ lực hợp tác để có cái quyền lợi đa phương và ông Tây ông này đã hoàn tất chuyến viếng tâm hai ngày tới Kiev. Một phần trong cái nỗ lực của Bắc Kinh là tìm cách có được một cái lệnh ngưng bắn giữa Nga và Ukraine. Ngoài Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra vào ngày thứ Năm, ông Li đã gặp gỡ với tổng thống Zelensky và trong đó nói rằng ở phía Trung Quốc vẫn tiếp tục tìm kiếm những giải pháp chính trị để giải quyết cơn khủng hoảng tại Ukraine theo tường trình của bộ ngoại giao của Trung Quốc đưa ra. Tuy nhiên họ không cho biết thêm chi tiết. Ông này kêu gọi là phải có một cái uh, sự cảnh báo các phía tham chiến là cần phải đứng ở vị trí của họ xây dựng cái niềm tin và gia tăng cái điều kiện để ngăn chặn tất cả cuộc chiến và tiếp tục đối thoại. Đây là lời phát biểu từ phía Bắc Kinh đưa ra. Lý Hui được xem là một đặc sứ đặc biệt do Tập Cận Bình bổ nhiệm để bay tới Ukraine trong ví chuyến chuyến tầm 2 ngày sau khi mà Tập Cận Bình đã có mặt ở tại Moscow trước đây gặp gỡ với lại Vladimir Putin và sau đó ông ta đã có cú điện thoại với ông Zelensky và trong cuộc gặp gỡ vào ngày thứ ba cho tới ngày thứ tư hôm nay thì ông đi đồng thời cũng gặp gỡ các viên chức cao cấp bao gồm luôn cả cái tổng uh, lý văn phòng phủ tổng thống là Andriy Yerman và bộ trưởng ngoại giao của Ukraine là Dmytro Kuleba cùng với lại nhân vật được xem là lãnh đạo của cái cơ quan đặc trách về hạ tầng cơ sở năng lượng và một số ở khu vực Bộ Quốc phòng của Ukraine và trong cuộc gặp gỡ này, đôi bên đã trao đổi các quan điểm về những cái thỏa thuận và chính trị để giải quyết cơn khủng hoảng tại Ukraine và Nga cũng như cũng như là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ukraine theo tường trình của phía Trung Quốc cho biết và đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất mà Tập Cần Bình đưa ra nhằm có thể đạt tới một cái thỏa ước tối thiểu là ngưng bắn giữa đôi bên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, ông Joe Biden đã có mặt tại Nhật Bản để tham gia vào hội nghị thượng đỉnh của khối G7 giữa lúc mà ông đang gặp cơn khủng hoảng về nợ trần quốc gia ở tại quê nhà. Bản tin từ Hiroshima cho biết là Tổng thống Joe Biden đã tới Nhật Bản vào ngày thứ Năm và sẽ xuất hiện trong phiên họp kéo dài 3 ngày của khối G7 được xem là cái khối có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới à, giữa lúc mà ông đã bỏ lại sau lưng những cái tranh cãi và cái cuộc đối đầu trong vấn đề tháo gỡ cái giới hạn nợ trần quốc gia ông tới Hiroshima vào lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương nơi mà khối G7 sẽ nhóm họp vào ngày 19 tây cho tới ngày 21 tây tháng 5 và thảo luận rất nhiều những cái đề tài được mở rộng bao gồm luôn cuộc tranh chấp của Nga tại Ukraine việc Trung Quốc đe dọa tới eo biển Đài Loan cũng như là vấn đề an ninh về kinh tế. Khối G7, à, cuộc họp này diễn ra giữa lúc đang có những thách thức cho ông Jordan đang đối diện với cơn khủng hoảng tại à, à, Hoa Kỳ khi mà quốc hội và ông ta đã chưa đạt được cái à, thỏa thuận về giới hạn nợ trần quốc gia và có thể dẫn tới một cái ngày gọi là XD, tức là cái ngày mà Hoa Kỳ bị vỡ nợ đầu tháng 6. Trước khi mà rời khỏi, thì ông Joe Biden cho biết là ông ta rất tự tin là sẽ đạt được cái thỏa thuận với lại phía của đảng cộng hòa ở tại hạ viện để tháo gỡ cái giới hạn nợ trần quốc gia hiện đang ở mức là 34.400 tỷ Mỹ kim. À, tôi rất tự tin là chúng tôi sẽ có được thỏa thuận trong cái ngân sách và người dân Hoa Kỳ sẽ không bị vỡ nợ. Tất cả à, mọi lãnh đạo ở trong cái cái khu vực này đều hiểu được cái hậu quả nếu mà chúng ta thất bại và không trả được những cái hóa đơn, ông đã nói với các thông tin viên vào ngày 17 tây trước khi mà bay sang bên Nhật Bản, đây được xem là một trong những cái uh, chuyến đi được xem là không vui lắm cho ông Jordan và ông ta đã phải hủy bỏ cái chuyến viếng thăm Papua New Guinea cũng như là ghé qua úc ngày 24 tây tháng 5 chuyến viếng thăm Nam Thái Bình Dương được xem là chuyến viếng thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới khu vực này. Tuy nhiên, ông Biden đã phải hủy bỏ chuyến viếng thăm này bởi vì tình trạng nợ trần ở quốc gia và ông ta phải quay trở về Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế và Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Marco Rubio lên tiếng cảnh cáo là Trung Quốc đang có ý định dự tính trong vòng 50 năm là sẽ thay thế toàn bộ nền kinh tế của Hoa Kỳ, lãnh đạo thế giới và kể cả thay thế đồng Mỹ Kim. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng nghị sĩ Marco Rubio trong một bài nói chuyện trên tờ báo Telegraph của Anh ngày thứ ba Ông nói rằng là Trung Quốc đang tìm cách để thay thế vị trí Hoa Kỳ là cái nền kinh tế lớn nhất trên thế giới Đồng thời sẽ tìm cách lập, lật đổ cái giá trị của đồng Mỹ Kim để thay thế bằng cái hệ thống tiền tệ của nhân dân tệ Họ đã chuẩn bị cho cái dự án 50 năm không phải là hai tuần giống như chúng ta đã nghĩ Ông nói như trên và họ luôn tìm đủ mọi cách để thay thế vị trí Hoa Kỳ thống trị nền kinh tế thế giới ở trên mọi mặt trận ông rubio hiện nay là phó chủ tịch của ủy ban tình báo tại thượng viện chỉ ra cho thấy là các cái lệnh cấm vận nhắm vào nga và một số những quốc gia được xem là có cái hành động vi phạm nhân quyền cũng như là có thái độ thù địch với hoa kỳ có thể dẫn tới việc đây là cái cơ hội cho trung quốc để mà thúc đẩy cái việc mà sử dụng đồng nhân dân tệ họ đã lợi dụng việc mà chúng ta cấm vận đối với nga và một số quốc gia có hành động vi phạm nhân quyền để thúc đẩy cái việc mà gọi là trao đổi tiền tệ và sử dụng đồng nhân dân tệ thay vì sử dụng đồng Mỹ Kim để tránh lệnh cấm vận và điều này họ xem là một cơ hội để họ có thể lật đổ cái giá trị của đồng Mỹ Kim cũng như là sẽ thay thế cái nền hoa kinh tế của Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đây là lời cảnh báo của một vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đặc trách về cái quỹ ban tình báo ở Thượng viện. Và lời cảnh báo này Trước đây cũng đã từng được cảnh báo bởi ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc đang tìm cách xúi những quốc gia bị cấm vận là không nên sử dụng đồng Mỹ kim để giao dịch mà nên sử dụng đồng nhân dân tệ để giao dịch và điều này Trung Quốc đang tìm cách gọi là xây dựng một cái hệ thống tiền tệ riêng để tránh tra giao dịch bằng đồng Mỹ kim với Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay và được xem là bản tin khá chú ý trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Đó là việc mà ông biden hủy bỏ cái phiên họp của khối gọi là tứ giác kim cương gồm bốn quốc gia Úc, Nhật, Ấn Độ và Hoa Kỳ trong ngày 24 tây ở tại nước Úc thì giới quân sự của đôi bên của các phía vẫn tiếp tục duy trì phiên họp này ở tại Hoa Kỳ vào tuần tới. Bản tin mới nhất cho biết, thì các lãnh đạo quân sự của bốn quốc gia nằm trong nhóm gọi là tứ giác kim cương, gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc sẽ bắt đầu nhóm họp trong cái chiến lược gọi là an ninh ở cái tuyến đường Indo-Pacific. Bản tin mới nhất cho biết, thì à, phiên họp này sẽ diễn ra vào ngày thứ hai và ngày thứ tư tuần tới ở tại Rancho Mirage ở California à, và chủ đề của cái thảo, cuộc thảo luận này là cái chiến lược an ninh tại tuyến đường Indo-Pacific. Người đứng ra chủ trì cho phiên họp này là chỉ huy của chiến lược Indo-Pacific Hoa Kỳ, Đề đốc John Aquilino, cùng với lại sự xuất hiện của Tổng tham mưu trưởng lực lượng quân sự của Nhật Bản là ông Yoshihide Yoshida và các tư lệnh của, à, của Úc và của à, Ấn Độ, trong đó bao gồm cả tư lệnh bộ quốc phòng của à, Úc là August Campbell, cùng với tư lệnh bộ quốc phòng của nhà Ấn Độ là... <laughs> à, tướng có tên là Anil Chauhan và sẽ có mặt của một phó đề đốc của anh cũng sẽ có mặt trong phiên họp này. Đây cái, cái phiên họp này lần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày thứ hai là tăng cường khả năng kềm chế và ảnh hưởng của các đối tác đặc biệt là dọc theo cái tuyến đường Indo Pacific và điều này họ đã nhắc lại về việc mà cái um, nhóm tứ giác kim cương vốn thành lập từ năm 2004 sau khi mà có một trận sóng thần đánh tại Ấn Độ khiến cho 200.000 người bị thiệt mạng Và kể từ đó thì tứ giác kim cương ra đời Với cái điều căn bản của họ là hỗ trợ nhân đạo trên mặt biển Và phối hợp lực lượng quân sự của các phía để mà cứu trợ nhân đạo Tuy nhiên tới năm 2017 Dưới thời của Tổng thống Donald Trump Thì ông đã uyển chuyển và thúc đẩy các quốc gia thành viên trong cái nhóm gọi là tứ giác kim cương này là phải tăng cường vai trò để mà kềm chế cái thái độ chuyên chế của Cộng sản Trung Quốc và kể từ đó cho tới nay thì ông Joe Biden vẫn tiếp nối cái chiến lược này của ông Trump và cuộc đối thoại này sẽ mở rộng vai trò của tứ giác kim cương không phải chỉ là thuần tí là hỗ trợ nhân đạo trên mặt biển mà sẽ can dự một số những cái uh, hoạt động quân sự ở Á Châu Thái Bình Dương trong tinh thần bảo vệ tự do hàng hải đồng thời cũng sẽ có cái cuộc thảo luận và đưa ra cái chiến lược ở tại khu vực này đây được xem là phiên họp khá quan trọng và ấn độ nói rằng phiên họp này sẽ nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của chúng ta và chúng ta chỉ là một cái cuộc đối thoại về quân sự và quốc phòng và chúng ta không phải là một liên minh quân sự đó là lời khẳng định của phía ấn độ đã đưa ra trước khi mà có cái phiên họp diễn ra tại california vào thứ hai cho tới thứ tư tuần tới đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của trần nhật phong ngày hôm nay là khối asean cùng với bắc kinh đã đồng ý là sẽ tái tục các cuộc đối thoại liên quan tới cái quy tắc ứng xử trên biển đông gọi tắt là coc vốn đã bị tì hoãn sau khi mà có những cái sự tranh chấp và xung đột cũng như là đối đầu ở trên khu vực biển đông đặc biệt là khu vực của quần đảo trường sa nơi đang có tranh chấp chủ quyền bản tin mới nhất cho biết thì cái quy tắc ứng xử trên biển đông đã, đã hoàn tất cái vòng đối thoại thứ hai tiếp theo một thỏa thuận giữa Bắc Kinh và khối ASEAN các phía đồng ý là sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại kể từ cuộc đối thoại đầu tiên vào tháng 6 năm 2021 Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra cuộc đối thoại này nhằm để có thể đưa ra một cái quy tắc ứng xử nhằm và tự chế của các quốc gia ở khu vực trong đó vốn đang có những cuộc đối đầu gay gắt và gần như là đi tới những cuộc đụng chạm giữa các phía ở trên mặt biển đây được xem là một trong những cái nỗ lực của phía Bắc Kinh tìm cách loại trừ tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ra khỏi khu vực Á Châu Thái Bình Dương và đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Một ngày trước đó, thì Bộ Ngoại Giao của Philippines đưa ra và nói rằng Manila và Hà Nội đã đồng ý là sẽ có những cuộc gặp gỡ riêng biệt để đưa ra cái kết luận về cái quy tắc được xem là ứng xử ở trên biển đông và sẽ được ưu tiên cả hai quốc gia này sẽ là hai quốc gia chính trong việc mà thương thảo với Trung Quốc sau khi mà Trung Quốc đã có những hành động gọi là ăn hiếp và bức hại các cái lực lượng ngư phủ của họ trên biển. Họ cam kết rằng sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong vấn đề hàng hải và đặc biệt là sẽ quan tâm tới những cái lo ngại và trong đó cái hành động đơn phương để mà phá hủy cái hòa bình và ổn định ở khu vực là không thể chấp nhận được. Đó là lời phát biểu của Philippines đưa ra. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn tuyên bố cái đường cửu đoạn, tức là lưỡi bò, gồm hầu hết Biển Đông làm cái gọi là cái hành lãnh hải của họ, một điều mà đã bị bác bỏ bởi các quốc gia ở khu vực cũng như là cộng đồng quốc tế và kể cả Hoa Kỳ Philippines và Việt Nam là hai thành viên ở trong khối ASEAN cùng với lại Malaysia và Brunei là những quốc gia đã có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc cùng với đảo quốc Đài Loan cũng đã có tranh chấp chủ quyền tại đây Tuy nhiên thì các việc thì họ vẫn muốn là duy trì cái hiện trạng và không có một cái sự đối đầu cũng như là cái cách để mà đối xử ở trên biển khi xảy ra những cái biến cố xung đột hoặc là đối đầu. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực mà khối ASEAN đang tìm cách gọi là ngăn cản cái sự bành trướng của Trung Quốc ở tại Biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Biển Đông ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì giới lãnh đạo quân sự của Philippines đã viếng thăm một cái đảo quan trọng ở trên quần đảo Trường Sa và trong đó ông thúc giục những binh sĩ Philippines là tăng cường khả năng bảo vệ cho chủ quyền lãnh hải. Một trong những lãnh đạo quân sự của Philippines đã có mặt ở trong một cái đảo nằm gần ở đảo Palawan, nơi được xem là tranh chấp trên quần đảo Trường Sa ở tại Biển Đông và ông nhắc nhở cái sứ mạng của người dân của các binh sĩ Philippines là phải gìn giữ hòa bình và đối phó với những lực lượng xâm lăng ở bên ngoài. Ông cho biết rằng là đây là điều quan trọng đóng vai trò để bảo vệ cho lãnh hải của Philippines với bất kỳ một cuộc xâm lăng nào đồng thời cáo buộc là có những cái hành động bất hại đối với lực lượng binh sĩ của Philippines khi mà họ tập trung vào vấn đề an ninh và ông nói rằng vấn đề an ninh nội bộ đã được giải quyết và đây chúng ta cần phải có một cái thái độ cứng rắn hơn để mà bảo vệ cho cái lãnh hải bên ngoài của chúng ta đây được xem là một trong những lời phát biểu của viên tư lệnh này và ông tư lệnh này cho biết ông tên là sentino lên tiếng và nói rằng việc mà bảo vệ cho cái lực là cái lãnh hải của Philippines là cần phải lắp đặt thêm một số những căn cứ hải quân, đặc biệt là những căn cứ hải quân nằm trên những cái đảo mà Philippines đang kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Việc này diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc và Philippines đang có sự đối đầu gay gắt ở trên cái bãi cạn Second Thomas Reef, nơi mà Trung Quốc đã đưa lực lượng dân quân ngư phủ của họ vây chặt khu vực này. Và Philippines vài ngày trước đây cũng đã bắt đầu lắp đặt tất cả những cái phao chủ quyền ở trong cái vùng gọi là 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Philippines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Philippines và của Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích cả Trung Quốc lẫn Philippines và cho rằng hai quốc gia này vi phạm chủ quyền của Việt Nam khi mà có những cái hoạt động ở trên quần đảo Trường Sa. Bản tin mới nhất cho biết thì Cộng sản Việt Nam trong ngày thứ Năm đã tái nhắc lại cái việc ứng xử trên Biển Đông, đặc biệt là cái tàu nghiên cứu dầu khí của Trung Quốc cũng như là lực lượng tuần duyên của Philippines đã có những cuộc đối đầu ngay trên cái vùng biển của Trường Sa, nơi và Việt Nam nói rằng đây là chủ quyền của Việt Nam. Căng thẳng đã gia tăng ở trên Biển Đông trong nhiều phần, bao gồm khúc đầu của Trường Sa và khúc đuôi của Trường Sa, nơi được dự tính là đang có cái mức di chuyển hoàng hàng hóa lên tới 3.000 tỷ Mỹ Kim mỗi một năm. Và Phía lực lượng Cộng sản Trung Quốc cũng như Cộng sản Việt Nam đã có sự đối đầu ở tại bãi tư chính cách đây vài ngày khi mà một tàu khui gọi là mỏ, mỏ khoan dầu khí của Việt Nam đã có mặt ở cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bãi tư chính để mà khai thác dầu khí. Ngay lập tức thì Trung Quốc đã đưa một chiếc tàu thăm dò dầu khí cùng với lại cái lực lượng dân quân ngư phủ của họ và các tàu hải giám vây tới khu vực này và đối đầu với phía Cộng sản Việt Nam. Cùng một lượt thì Bắc Kinh cũng đã bắt đầu phát triển một số những cái mạng lưới dân quân ngư phủ cọ lấn sang khu vực biển do Philippines kiểm soát và điều này đã dẫn tới một cái phản ứng khá mạnh của Philippines. Đây được xem là cuộc đối đầu gay gắt của Philippines và Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Cộng sản Việt Nam cho rằng cả hai quốc gia này đang hoạt động trên cái vùng thuộc về chủ quyền của Việt Nam và lên án gay gắt kêu gọi các phía là phải tự chế trong cái vấn đề gọi là đối đầu ở trên Biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay Hoa Kỳ đưa dấu hiệu là sẽ gửi thêm tất cả những vũ khí tới cho Đài Loan sớm hơn. Bản tin mới nhất cho biết ngũ giác đài và người đứng đầu là Bộ trưởng của phòng Lloyd Austin trong ngày thứ ba nói rằng Hoa Kỳ sẽ sớm gửi một số những cái bảo đảm về an ninh cho phía của Đài Loan trong cuộc xuất hiện ở trên cái quỹ ban tại sàn thượng viện thì ông Lloyd Austin đã nói với các nhà lập pháp là ông mong muốn Hoa Kỳ sẽ sớm cung cấp tất cả những cái hỗ trợ về an ninh cho phía của đảo quốc Đài Loan. Giữa lúc mà phía quốc hội và phía tổng thống đã đồng ý vào năm ngoái, chính quyền của Joe bên được báo cáo là sẽ sử dụng cái đạo luật gọi là Presidential Drawdown Authority, gọi tắt là PDA, để có thể cung cấp nguồn vũ khí cho phía của Ukraine và sử dụng cái đạo luật về ngân sách quốc phòng của năm 2023 trong đó trị giá 1 tỷ Mỹ Kim là trong đó cho phép phía Đài Loan có thể sử dụng các vũ khí của Hoa Kỳ thông qua cái quyền của Tổng thống tức là PDA và điều này sẽ nhanh chóng giúp cho phía của Đài Loan có đầy đủ vũ khí để mà bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của họ trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của Đài Loan là ông Chiu Kuchen trong ngày 8 tay xác nhận là sẽ có bên phía tòa đạo bà đóng cho biết là họ sẽ tìm đủ mọi cách để cung cấp một cái gói hỗ trợ về quân sự trị giá 500 triệu Mỹ Kim cho Đài Loan và ông chưa cho biết là cái số vũ khí này à, không có sử dụng trong cái tiền gọi là mua vũ khí đây được xem là một trong những cái báo cáo mới nhất từ phía Hoa Kỳ để tăng cường cái khả năng gọi là kềm chế đối với Trung Quốc ở tại eo biển Đài Loan và cuối cùng cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay Pháp thừa nhận giá trị của Đài Loan tại cái tổ chức y tế thế giới bản tin mới nhất cho biết là việc mà đài loan can dự vào trong cái phiên họp của tổ chức gọi là y tế thế giới là một cái giá trị rất lớn theo tường trình của ngoại trưởng pháp là bà catherine Colonna đã đưa ra trong một cái cuộc điều trần trên sàn thượng viện của pháp vào ngày thứ tư khi được hỏi là à, trong vai trò của, khi được hỏi bởi à, phó chủ tịch của quỹ ban đặc trách về đối ngoại là thượng nghị sĩ joe ở à, trong đó nói rằng là phía đài loan có nên và phải có mặt ở trong tổ chức y tế thế giới hay không thì bà Colonna đã lên tiếng khẳng định rằng Pháp ủng hộ cho vai trò của Đài Loan ở trên cái các cái định chế trên thế giới và đặc biệt là Đài Loan đã có một cái giá trị rất cao trong tổ chức y tế thế giới. Đây được xem là một lời xác định mới nhất của chính phủ Pháp thông qua ngoại trưởng của họ xác định là họ ủng hộ mạnh mẽ cho việc Đài Loan có mặt ở trong cái phiên họp của Tổ chức Y tế Thế giới và Đại hội đồng Y tế Thế giới đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc đài loan ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi à, sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ bước qua cái phần đọc comment và thảo luận tuy nhiên thì trước khi bước qua phần đọc comment và thảo luận thì à, cho phép phong được à, giới thiệu quý vị là cái à, tạp chí quốc phòng số mới nhất à, đã có và đây là cái số à, tháng 5 và trong đó có rất nhiều những cái diễn biến khá quan trọng mà tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ quan tâm. Ở à, đây thì tôi tôi sẽ mở cho quý vị xem cái tạp chí quốc phòng cái số mới nhất ở trang bìa sẽ là hình của tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr. À, trong đó thì quý vị sẽ thấy được là việc mà có tập trận khi mà Bắc Kinh trận các cuộc tập trận của khối ASEAN, Ấn Độ, ASEAN tập trận trên biển Việt Nam, Bắc Kinh đưa dân quân ngư phủ ra khiêu khích. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi lại có thêm những cái tin ví dụ như là À, cuộc đối đầu của Philippines và lực lượng tuần duyên của Philippines với lại lực lượng à, à, hải giám của Trung Quốc thì quý vị thấy chiếc tàu hải giám Trung Quốc chặn ngay chiếc tàu của Philippines ở đây rồi à, Hoa Kỳ và Philippines sẽ thúc đẩy cái việc hợp tác cũng như là quý vị thấy đây là cái hình của hãng thông tấn AFP chụp khi mà tàu Trung Quốc chặn chiếc tàu à, tuần duyên của Philippines cũng sẽ có mặt ở trong cái à, tạp chí quốc phòng này đây được xem là cái tạp chí quốc phòng đầu tiên của người việt ở hải ngoại và trong đó gần như là sẽ có rất đầy đủ tất cả những cái thông tin liên quan tới những biến động tại á châu thái bình dương cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái tạp chí quốc phòng này một lần nữa quý vị có thể liên lạc qua cái địa chỉ email là trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết về cái tạp chí quốc phòng quốc phòng số tháng 5 số thứ ba được ra đó là cái phần báo của quốc phòng rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment nha Ok Mỹ bị vỡ nợ sẽ ảnh hưởng gì tới Á Châu không chú không? Dạ yeah, Nhưng mà chắc chắn sẽ không vỡ nợ Cả Joe Biden lẫn McCarthy đều tuyên bố Là họ sẽ không để cho nước Mỹ bị vỡ nợ Nhưng nếu nước Mỹ bị vỡ nợ Thì không phải châu Á không Là một cái thảm họa cho cả thế giới luôn Tại vì nền kinh tế của Mỹ Lớn nhất thế giới và ảnh hưởng toàn thế giới Do đó Mỹ mà vỡ nợ Là cả thế giới sẽ rung chuyển luôn Chứ không riêng gì Á Châu nha rồi tiếp tục à hy vọng hoa kỳ dù bất cứ lý do gì cũng sẽ không bỏ ra đài loan giữa đường ok thật sự bây giờ cái chiến lược của mỹ là không muốn để cho trung quốc tấn công đài loan họ tăng cường cái khả năng kiềm chế để cho trung quốc phải suy nghĩ nếu mà họ tấn công đài loan quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia và kể cả trong cái tạp chí quốc phòng của tôi đó là có đăng ra là đừng nói là tới uh, phía của uh, mỹ mà kể cả nhật bản họ đặt các cái dàn gọi là Patriot, dàn bể phóng hỏa tiễn đó ở sát đảo Đài Loan luôn. Ba cái dàn đó nằm ở sát đảo quốc Đài Loan luôn. Nhưng mà họ vẫn nói là ô, chúng tôi đặt cái dàn ở đây là đối phó với Bắc Hàn, mà Bắc Hàn thì nằm tuốt ở hướng bắc cách đó gần hơn gần 1600 cây số. Trong khi cái chỗ mà họ đặt cái dàn Patriot là dàn Park đó. Thưa quý vị, nó nằm cách cái bờ biển của Đài Loan có 130 km thôi thì không những Mỹ mà Nhật cũng đã nhúng vô do đó họ tăng cường cái khả năng kiềm chế và cho thấy là Trung Quốc không thể tấn công Đài Loan nếu họ tấn công thì đó sẽ là một cái uh, hậu quả lớn cho họ nha rồi tiếp tục chỉ một điều duy nhất Trung Quốc mà phải bỏ yêu sách lưỡi bò thì họa may mới đối, đối thoại mới thành công tôi cũng nghĩ như vậy nếu ngày nào Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì cái yêu sách này thì sẽ không có một cái bản thống nhất nào liên quan tới cái quy tắc ứng xử cả Tôi nghĩ như vậy là bởi vì cái đường lưỡi bò đó là điều vô lý Trung Quốc không có một cái baseline nào hết Họ không có một cái baseline nào ở dưới đó hết Mà họ nói là toàn bộ Biển Đông của họ Họ nói là ô cái này ông cha để lại Ờ vậy thì Việt Nam mình có thể nói ông cha chúng tôi cũng để lại Quảng Đông quảng Tây là của chúng tôi ông trả lại cho chúng tôi đi Rồi quý vị những cái xác tộc nằm phía nam Của bờ sông Dương Tử Là giống Bách Việt Liệu Trung Quốc có trả lại cái tài sản này không Mà dám nói là dựa trên cái, à, cái Tài sản ông cha để lại Từ mấy ngàn năm trước Quý vị Một cái điều rất vô lý Tức là cái tham vọng Bắc Kinh là thống trị Biển Đông Họ đưa ra lý do Rất là vô lý nha Rồi tiếp tục Wow À Tiền nhân dân tệ à, có sự bảo chứng không? Mà quốc tế mà so với đồng Mỹ kim trên nguyên tắc thì không có. Nhưng ông Marco Rubio ông cảnh báo là như vậy. Không phải là bây giờ Trung Quốc có tham vọng đó mà họ lợi dụng cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ cấm vận Nga, Nga không được phép sử dụng Mỹ kim, thì Trung Quốc quay qua suối Nga là sử dụng nhân dân tệ. Rồi khi mà Hoa Kỳ cấm vận Iran thì Trung Quốc cũng qua điều ok mua bán giữa Nga Iran này nọ mình dùng nhân dân tệ đi rồi cấm Bắc Hàn thì cũng nói là nhân dân tệ rồi cấm Cuba cấm Venezuela thì họ cũng kêu sử dụng nhân dân tệ đây là lời cảnh báo của ông Marco Rubio tức là Trung Quốc lợi dụng cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ để suối những quốc gia này không sử dụng cái hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ và thế giới mà sử dụng hệ thống tài chánh của Trung Quốc cho nên ông cảnh báo và ông nói rằng đây là cái plan 50 năm chứ không phải hai tuần có nghĩa là Trung Quốc sẽ từng bước, từng bước, từng bước để dần dần họ xây dựng cái uh, tư thế của đồng nhân dân tệ. Nhưng mà giống như tôi nói, 50 năm cũng chưa chắc được đâu. Là bởi vì cái thói quen và thứ hai là cái giá trị. Thói quen là cả thế giới đều dùng Mỹ Kim. Và cái giá trị là đồng Mỹ Kim có giá trị cao và có cái bảo chứng đầy, đầy đủ. Do đó, theo lời ông Macoribo, ông chỉ cảnh báo trước thôi chứ không có nghĩa là trung quốc có đủ khả năng để làm chuyện này ông cảnh báo là trung quốc đang lợi dụng các cái lệnh cấm vận để tìm cách phát triển cái hệ thống tài chánh riêng của họ đó là cái lời cảnh báo của ông marco rubio nha đảo trường sa có dầu vàng hay kim cương nó không có vàng hay kim cương nhưng nó có năng lượng nó có đầy đủ năng lượng ở phía nam của trường sa là tất cả những cái khoáng mỏ về năng lượng dầu và khí đốt thiên nhiên nằm ở đây và ở phía bắc của trường sa thì lại dồi vào cái nguồn cá và hải sản nó có một cái tài sản khổng lồ ở dưới lòng biển và đồng thời nó có giá trị về mặt chủ quyền quốc gia ở trên biển do đó nó vẫn phải cần có sự gọi là tranh chấp là như vậy quý vị thấy bây giờ malaysia công ty petronas malaysia đang khai thác dầu khí ở trong 200 hải lý đặc quyền kinh tế của họ và phía cộng sản việt nam cũng đang khai thác cái uh, dầu khí ở bãi tư chính mở rộng cái việc khai thác này là nằm trong 200 hải lý đặc quyền kinh tế của việt nam trung quốc không chấm mút gì được thì họ xuống họ phá đó họ xuống họ phá đó nha rồi tiếp tục ok à Cộng sản Việt Nam dám đối đầu trên biển với Cộng sản Trung Quốc hả chú Phong? Thứ nhất là việc đối đầu này là cảnh sát biển của Việt Nam cách đây mấy ngày là lúc đó Việt Nam đưa cái mũi cái dàn khoan ra bãi tư chính và mở rộng cái việc khai thác dầu khí tại đây. Thì ngay lập tức Trung Quốc đã gửi 7 chiếc tàu hải giám và hàng chục chiếc tàu dân ngân dân quân ngư phủ tới để mà uy hiếp. Thì lúc đó phía cái tàu dầu của Việt Nam đã gọi cho cảnh sát biển và cảnh sát biển có 5 chiếc tới và đôi bên có cái cửa kênh nhau ở đó thôi chứ chưa làm gì hết chỉ là hai bên đậu nhau ngó nhau vậy thôi có điều là lúc đó việt nam đang khai thác cái dầu khí ở bãi từ chính nha rồi tiếp tục wow lúc vào một số những cái hoa kỳ sẽ phạt nước nào không ủng hộ đài loan tham gia vào tổ chức y tế thế giới nhiều nước sẽ khó xử vấn đề hoa kỳ không ép được như vậy họ chỉ kêu gọi thuyết phục họ không áp đặt được họ chỉ kêu gọi thuyết phục thôi chứ họ không áp đặt trung quốc mới là áp đặt Trung Quốc áp đặt những quốc gia vay nợ là phải bỏ thiếu phiếu theo Trung Quốc. Còn nếu không họ siết nợ hoặc là tăng phân lời hoặc là họ không cho vay nợ vay nợ nữa. Cho nên những quốc gia đó phải bỏ phiếu theo Trung Quốc. Còn Hoa Kỳ không làm chuyện đó. Sở dĩ Hoa Kỳ có tư thế cao hơn Trung Quốc là bởi vì Hoa Kỳ chỉ thuyết phục chứ không áp đặt. Đó là sự khác biệt giữa chính và ta đó. Những kẻ ta thì nó dùng quy thế, nó dùng kinh tế nó dùng quân sự để nó áp lực còn những kẻ tránh đạo thì họ thuyết phục người khác hai cái khác nhau dạ yeah. ok kinh tế hoa kỳ đâu vỡ nợ đâu mà chính phủ vỡ nợ chính phủ vỡ nợ nó sẽ dẫn tới tình trạng kinh tế bị khủng hoảng và suy thoái và người dân cũng sẽ mang nợ người dân cũng sẽ mang nợ nhiều hơn tại vì khi mà chính phủ vỡ nợ thì có nghĩa là nguồn tiền không có như vậy thì người dân mỗi một tháng vẫn đóng những cái hóa đơn và những cái tiền nợ mà nếu như họ không đủ khả năng thì nó sẽ là một cái hình thức dây chuyền. và khi dân Mỹ không còn khả năng để xài tiền thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế của thế giới tại vì nước Mỹ là cái nước được mô tả là dân xài tiền nhiều nhất do đó nền kinh tế họ đứng đầu thế giới bởi vì người dân có khả năng mua sắm đứng đầu thế giới nếu mà nền kinh tế của hoa kỳ bị khủng hoảng dân không có khả năng mua sắm nó ảnh hưởng cả thế giới luôn nha yeah. rồi tiếp tục à, trong cuộc chiến của nga và ukraine trung quốc là nước hưởng lợi nhiều nhất làm gì có chuyện và uh, giải, giải hòa bình thật sự quý vị cái đó là trò ngoại giao của tập cận bình thôi ông ta đang hưởng lợi rất nhiều nhờ cuộc chiến này Thứ nhất là hàng hóa của chúng ta xuất cản qua Nga nhiều hơn. Thứ hai, Nga bị giới hạn việc xuất cản cho nên họ cũng xuất cản năng lượng và kim loại cũng như là lúa mặt qua Trung Quốc. Thì Trung Quốc lại có cơ hội dự trữ những cái này. Thậm chí là còn bán ngược lại năng lượng cho Âu Châu nữa. Trung Quốc là cái quốc gia hưởng lợi rất nhiều trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Do đó, Tập Cận Bình chỉ là cái trò gọi là xả dao thôi. Đừng mong mà Tập Cận Bình đứng ra hòa giải giữa Nga và Trung Quốc. Nằm mơ đi. Cho nên Tập Cận mình vẫn nói Ôi chúng tôi đứng ở giữa Chúng tôi là là đứng trung dung Chúng ta không đứng ở phía nào Bởi vì nó ăn ngon quá mà Nha Rồi tiếp tục à, Cái gốc để là à, trung cộng Đảng Dân Chủ à, Quá e ngại à, Họ không quyết liệt với họ Với Trung Quốc Trung Cộng Đúng bây giờ nếu mà nhìn góc rễ Thì đúng là Trung Cộng Nhưng mà đám Dân Chủ Thì nó nhìn khác nó không coi Trung Cộng là kẻ thù mà nó coi Nga là kẻ thù Tại Nga đang đe dọa tới bà con dòng họ của đám dân chủ ở bên Âu Châu Cho nên đám dân chủ nó pro Âu Châu nhiều hơn Trong khi đó Trung Quốc mới là tiềm năng đe dọa số 1 thế giới Chính vì vậy mà tôi nói với quý vị Hoa Kỳ cái chiến lược chuyển trục Á Châu bị chậm là do cái khuynh hướng này Đám ở Trung Quốc hội đa phần những thành phần dân chủ là nó pro cho phía của Âu Châu và nói thẳng luôn Hôm trước cái câu nói của ông Navarro rất đúng Nếu mà nói một cách chính xác Gây ảnh hưởng kết quả bầu cử của Hoa Kỳ Nhiều nhất đảm là, là đám Âu Châu Chứ không phải Nga và Trung Quốc Gây ảnh hưởng nhiều nhất Chính là đám Âu Châu đó nha Rồi à... Vậy sao vẫn bắt tay cao cấp à, Việt Trung chung khi tranh chấp Nó bắt tay là cái chuyện của họ Tại vì họ chung một mô hình cai trị Do đó nếu mà nói một cách đúng bản chất của nó Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam là đồng minh Nhưng cái là bản chất thôi Nhưng về, về về, mặt về mặt diện ở bên ngoài Thì vẫn là hai nước Thì bây giờ cái cuộc đối đầu này là Trung Quốc do Trung Quốc gây hết Mà nếu Cộng sản Việt Nam đối đầu Thì họ bị thiệt hại Là bởi vì có thể rằng trên mặt biển họ giữ được một phần nào Nhưng mà về mặt nội địa mất hết Trung Quốc sẽ nhiều cách để trừng phạt kể cả đóng cửa biên giới lúc đó hàng hóa của Việt Nam xuất cảng đi đâu thì quý vị Trung Quốc và Việt Nam có chung mô hình cai trị họ có chung giá trị với nhau tại vì hai cái quần máy cai trị này là đều là cộng sản hết do đó từ từ là sẽ có sự tách ra giữa khối tây khối âu khối tây khối dân chủ tự do và khối độc tài toàn trị trừ phi cộng sản việt nam tự hiến quyền lực tức là chấp nhận cho đảng đối lập vào. Mà để có đảng đối lập ở Việt Nam thì chỉ trong vòng một ngày bầu cử thôi là Đảng Cộng sản Việt Nam vô thùng rác ngay. Dân đâu còn đâu còn tin họ nữa. Chính vì vậy họ dùng bạo lực, họ dùng là họ ban hành luật lệ, họ siết chặt quyền của người dân để duy trì chế độ cai trị là như vậy. Do đó quý vị, nhiều người hy vọng rằng là Việt Nam sẽ ngã theo Mỹ. Câu trả lời của tôi là không. Đánh chết cộng sản cũng sẽ giữ quyền lực đánh chết họ họ cũng giữ quyền lực tại vì bây giờ mà xuống thang một cái là không những là mất quyền lực mà thậm chí gia đình dòng họ của họ sẽ bị đưa ra xét xử tài sản của họ sẽ bị tịch thu do đó họ đâu có dạy gì mà nó họ buông quyền lực đó là lý do tại sao mà nó qua mỹ để nâng mỹ mỹ cho thêm thời gian là như vậy nó vẫn muốn đi hai hàng nha rồi tiếp tục à China na xe Mỹ có cái gì mà cha ông để lại qua lấy luôn Ok Thật sự quý vị đó là cái cái lối của Trung Quốc Cái lối mất dạy của Trung Quốc Nhưng mà giống như tôi nói Cộng đồng quốc tế đâu có thừa nhận Vấn đề ở chỗ là bây giờ Trung Quốc sau 3 năm phát triển kinh tế Họ là một thế lực kinh tế mạnh ở khu vực Họ đứng hàng thứ hai trên thế giới mà Họ sử dụng cái uh, quyền lực mềm này Họ khống chế nhiều quốc gia Do đó Bây giờ phải mất thời gian để tháo gỡ những quốc gia đó ra khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc thì không thể một sớm một chiều được. Phải tháo gỡ từ từ. Trừ phi là có cuộc đối đầu quân sự. Nhưng mà đối đầu quân sự thì cái hậu quả nó lớn hơn. Cái hậu quả nó lớn hơn, do đó bây giờ cái chiến lược của Hoa Kỳ là dần dần tách cái tầm ảnh hưởng Trung Quốc ra khỏi khu vực. Đó là cái chiến lược. Nếu không có cuộc đối đầu quân sự thì cái chiến lược của Hoa Kỳ là như vậy nha. Rồi à, tiền tệ trung cộng đâu có ra bảo chứng à, thế giới, đất nước có cần tiền về nhưng mà vấn đề ở chỗ vẫn có những nước dùng tiền tệ của Trung Quốc. Ví dụ như bảy tỉnh miền Bắc của Việt Nam vẫn dùng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, Campuchia vẫn cho dùng nhân dân tệ, Miến Điện vẫn cho dùng nhân dân tệ và Nga vẫn dùng nhân dân tệ, Iran vẫn dùng nhân dân tệ, rồi tới à, Pakistan cũng trao đổi bằng nhân dân tệ mặc dù mình biết nó không có tiền bảo chứng nhưng những quốc gia này nằm trong một vành đai một con đường của Trung Quốc nó bắt phải dùng cái hệ thống giao dịch bằng tiền tệ đó mấy nước này hết hết đường đỡ hết đường đỡ trong khi 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thì gần 180 quốc gia họ sử dụng Mỹ Kim họ sử dụng Mỹ Kim còn bây giờ có khoảng mười mấy nước, khoảng chừng chục nước là Trung Quốc áp đặt. Và bây giờ Trung Quốc đang áp đặt khối phi châu. Nhưng mà khối phi châu thì họ từ chối rồi. Hôm trước Trung Quốc đặt ra cái hệ thống dùng nhân dân tệ. Thì toàn bộ 54 quốc gia phi châu từ chối. Do đó thì nó cũng là một cái bài toán khó cho Trung Quốc chứ không phải dễ đâu. Muốn thay thế Hoa Kỳ không dễ đâu. Mà dù cái đồng Mỹ Kim có rớt xuống đi nữa. Thế giới sẽ dùng đồng Âu Kim. Tức là đồng Euro. Mà nếu đồng euro có vấn đề nữa Thì thế giới sẽ dùng nhật kim Tức là đồng yen của nhật Chưa kể là đồng pound Tức là đồng anh kim Tức là tiền bản anh đó. Trung Quốc không có cửa Tôi nói quý vị rồi Có điều là ông Marco Rubio nói rằng Trung Quốc lợi dụng Cái việc này sử dụng cái hệ thống tiền tệ đó Để lách lệnh cấm vận của Hoa Kỳ Đó là cái cách của ông Rubio đưa ra Nha rồi à, liệu kinh tế Việt Nam có phục hồi lại không anh? Có với điều kiện Cộng sản sụp đổ ngay từ bây giờ Còn nếu Cộng sản còn cai trị Thì quý vị yên tâm trong suốt cuộc đời còn lại của quý vị là trong nghèo khó và khó khăn Tại vì cái cơn khủng hoảng kinh tế của Việt Nam sẽ kéo dài từ 20 năm tới 50 năm Do đó nó chỉ phục hồi khi Cộng sản sụp đổ Quý vị thấy đó tan nát hết rồi đó Thì trừ khi Cộng sản sụp đổ thôi Còn nếu không từ đây nếu quý vị ở cái tuổi 30, 40 Thì quý vị cứ nghĩ đi Suốt cuộc đời còn lại của quý vị Ngốc đầu không nổi Tại vì cái cơn khủng hoảng kinh tế này Nó kéo dài tới 50 năm Và có thể hơn nữa Nha yeah. Rồi tiếp tục Ok à. 100 năm trước Người Hoa qua Mỹ làm công Xây đường đầy xe lửa à, Biết đâu ngày nào Trung Quốc sẽ nói đây là đường đầy xe lửa của Trung Quốc Thật sự quý vị, đó là 150 năm chứ không phải 100 năm. 150 năm trước thì những người Hoa ở Quảng Châu và ở Thượng Hải bị chở qua Mỹ để mà làm trong hai công việc. Thứ nhất là đi xây dựng đường ray xe lửa và thứ hai đi đào vàng. Nhưng mà những người đó bây giờ họ không còn nhận họ là người Trung Quốc nữa. Họ trải qua mấy thế hệ rồi. Bây giờ họ là người Mỹ, gốc Á với cái họ Á châu thôi. Đó, một trong những người rất nổi tiếng mà bị Trung Quốc đóng đinh tới ngày hôm nay đó là Lucy Liu, cô tài tử Lucy Liu, cô rất nổi tiếng, nổi tiếng trong cái show Ali mập bia rồi trở thành minh tinh điện ảnh nổi tiếng của Hoa Kỳ đó, góc Á đó. thì khi mà Trung Quốc tới tiếp cận cổ cộng sản, cô nói no, các anh đừng coi tôi là người Trung Quốc, tôi không phải là người Trung Quốc, tôi là người Mỹ, đừng thấy cái màu da và cái họ của tôi là là Claim tôi là người Trung Quốc, chỉ vì câu này. Sau đó Trung Quốc và các cái hãng phim Hollywood hợp tác sản xuất nó đóng đinh Lucy Liu luôn. Tức là Lucy Liu không còn phim nhiều để đóng giống như ngày xưa. Trong khi ngày Lucy Liu là một trong những nữ tài tử ăn khách nhất của Hoa Kỳ. Nó đóng đinh luôn đó. Những người Hoa ở Mỹ này 150 năm trước, họ không coi họ là người Trung Hoa. Họ không coi họ là người Trung Hoa, họ coi họ là người Mỹ. Do đó đừng có đánh đồng những người Hoa ở Trung Quốc Còn Cộng sản Trung Quốc muốn claim gì kệ cha nó Bây giờ nó có thể nói cả thế giới của nó Và nó nói là ô trong truyền thiết Là à, chú cổ với chị Hằng Mặt trăng cũng là của Trung Quốc Thì quý vị Cái kiểu của Trung Quốc nói kệ họ Cái quan trọng nhất Là giống như tôi nói tình hình trên Biển Đông Không thể nói chuyện bằng cái miệng được Tình hình trên Biển Đông nói chuyện bằng cây súng Chứ đừng nói chuyện bằng cái miệng Nói chuyện bằng cái miệng không có lợi gì cả Và nói chuyện bằng cái miệng đó là Trung Quốc cứ giữ nó hoài Trăm năm nữa nó cũng giữ những cái cái đạo đó nó không trả lại Ở trên Biển Đông Tình hình đó tôi nói hẳn quý vị Chỉ dùng cây súng nói chuyện thôi nha Rồi tiếp tục à... Ok Giá trị ở Biển Đông là 500 tỷ hàng hóa à, vận chuyển Nó no, 3.000 tỷ Chứ không phải 500 tỷ 3.000 tỷ Mà tính luôn những cái khoáng sản ở dưới Biển Đông đó Là nó trị giá 5.000 tỷ Ok Nó trị giá nếu mà khai thác đó Thì nó trị giá 5.000 tỷ Mỗi năm Tại vì nội những cái tàu chở dầu Mà từ ở bên À, khu vực của eo biển Hormuz băng qua Ấn Độ Dương vào Malacca, Malacca cái eo biển của Singapore đi vào biển Đông và đi qua vùng Bắc Á và đi ngược lại như vậy đó quý vị. Cái cái đường vận chuyển này á là trị giá 3.000 tỷ chứ không phải 500 tỷ nha. Rồi tiếp tục à vào wow, lướt qua một số những cái à, à, những cái đọc rồi nha. Ok. À lướt qua một số những cái ok. À FBI có bị luận tội sau cuộc điều tra ông không? Thứ nhất, không có vấn đề luận tội gì cả. Kẻ nào vi phạm luật thì kẻ đó sẽ bị truy tố. Thì bây giờ bản kết luận của ông John Durham cho thấy rằng là người đứng đầu chủ mưu toàn bộ vụ này FBI là James Comer, giám đốc điều hành của FBI thời điểm đó. Thì bây giờ đã đưa ra báo cáo hết rồi. Vấn đề còn lại là làm cách nào để truy tố. Tại vì James Comer là kẻ đã làm việc cho Hillary Clinton năm 2016 và sử dụng tất cả các cái công cụ trong cơ quan FBI để dí ông Trump. Thì hai bản kết luận đưa ra kể cả John Durham bây giờ và trước đó là Robert Mueller đều thấy rõ ông Trump không có gì hết. Tất cả đều do James Comey. Thì bây giờ chỉ chờ xem sau cái bản kết luận này coi phía quốc hội sẽ chuyển hồ sơ này ra sao và sẽ làm cách nào nha. Rồi tiếp tục. Nếu China muốn sử dụng đồng nhân dân tệ thay thế Hoa Kỳ thì China phải là nền kinh tế quân sự văn hóa chính trị mạnh hơn Hoa Kỳ. Còn hiện tại kinh tế China còn gì yeah, à? còn gì lúng lủng củng. Thật sự quý vị, kinh tế của Hoa Kỳ thì nó nhờ cái cái căn bản của cái nền kinh tế tư bản. Nền kinh tế tư bản nó xây dựng được cái tín dụng. Cho nên nền kinh tế Hoa Kỳ được xem là top nhất trên thế giới và thứ hai lợi tức đầu người. Lợi tức đầu người nó khẳng định cái khả năng mua sắm. Trung Quốc mệnh danh là quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Nhưng lợi tức đầu người chưa tới 6.000 Mỹ Kim một năm. Trong khi đó, Hoa Kỳ lợi tức đầu người bây giờ tính trung bình là 49.000 Mỹ Kim một năm. Thì quý vị, làm sao cân đây? Hoa Kỳ lợi tức đầu người của Hoa Kỳ tính trung bình đó là 49.000 khả năng mua sắm của họ đầy đủ. Còn Trung Quốc chưa tới 6.000 một năm. Thì lấy cái, cái con khỉ gì mà mua sắm đây. Chẳng qua họ có cái thị trường đông dân thôi. Nhưng mà đông dân thì đông. Khả năng mua sắm không có, cao lắm được 100 100 triệu người, 200 triệu người là hết cỡ rồi. Đâu còn hơn được nữa. Tại đa số dân chúng Trung Quốc vẫn sống trong nghèo khó. Đây là điểm chính nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À. Trung Quốc có nền kinh tế thứ hai à, thế giới mà không được tham dự G7 bởi vì G7 là bảy nền dân chủ có kinh có kinh, kinh tế mạnh nhất thế giới. Nó không tính những chế độ độc tài toàn trị. Độc tài toàn trị không được nằm được xếp vào trong cái à, khối G7. Đây là bảy cái nền dân chủ có kinh tế mạnh nhất thế giới. Trung Quốc không phải là một nền dân chủ. Trước đó nó gọi là khối GX là Nga bởi vì Nga có một cái xã hội dân chủ bầu cử Nhưng sau cuộc chiến ở tại Crimea năm 2014 Thì họ quyết định là Nga không còn là một nền dân chủ nữa Mà là một chế độ độc tài dưới quyền của Putin Do đó họ đẩy Nga ra Thì bây giờ gọi là khối G7 Hồi xưa là GX, là có Nga Nhưng bây giờ không có nữa còn 7 nước thôi còn Trung Quốc là một cái nước độc tài toàn trị, vốn không đủ tư cách để vào trong khối G7 nha yeah. rồi tiếp tục à rồi à cái gì đây à... hình ơi hình xóa đây với em nha anh phải block em tại vì em hỏi mấy câu vớ vẩn quá ok ok à, nếu vậy đất nước của Trung Quốc thì sao đây à, ở bên trong vạn lý trường thành mà thôi đúng nếu mà xét về lịch sử thì cái lãnh thổ Trung Quốc chỉ nằm ở phía bên trong của vạn lý trường thành thôi tại vì năm xưa Tần Thủy Hoàng xây vạn lý trường thành là ngăn ngừa rợ hung nô ở bên ngoài tức là họ có là quốc gia khác bây giờ tân cương cho tới tây tạng họ nói là lãnh thổ của họ trong khi ngày xưa họ ngăn họ xây cái bức tường à, à, gọi là vạn lý trường thành băng ngang qua nội mông cho tới khu vực tân cương để ngăn ngừa rợ hung nô thì quý vị rõ ràng gì quý vị bắc kinh lắp liếm họ lấp lím rất rõ ràng trong cái uh, uh, trong cái lời nói của họ chính vì vậy mà tôi mới nói với quý vị là bắc kinh dùng gì nói thì cái cộng diện nó đang diễn ra và cái điều mà tôi cảm thấy rằng là nó tốt nhất là khiến cho cả nước trung quốc vỡ thành những nước nhỏ lúc đó cái tiềm năng đe dọa đó mới triệt tiêu còn bây giờ họ thống nhất thành một cái quốc gia hôm nay họ không đe dọa ngày mai họ sẽ đe dọa ngày mai họ sẽ đe dọa do đó trung quốc còn là nước lớn nó sẽ uy hiếp nhiều nhiều quốc gia khác trên thế giới lắm trừ phi là nó rớt và nó bể thành nhiều quốc gia nhỏ khi mà nó bể thành nhiều quốc gia nhỏ thì cái sự đe dọa đó mới triệt tiêu và tôi nghĩ rằng là cái xu hướng này trong vòng vài thập niên tới sẽ xảy ra nhất là với cái cục diện bây giờ đối đầu của trung quốc với hoa kỳ thì trung quốc sẽ giống như liên bang nam tư ngày xưa liên bang nam tư là một khối sau đó là bị sập, bị bị tan nát và quý vị thấy rồi rồi đó là bây giờ nó để để năm sáu nước nhỏ nào là vừa à, lúc trước nó gọi là Yugoslavia tức là Liên bang năm Tư bây giờ là ex uh, Bosnia, Croatia, Macedonia, North Macedonia, Kosovo vân vân thì bây giờ chúng ta phải làm cho Trung Quốc bể giống như Liên bang năm Tư thì lúc đó nó mới an toàn cho tất cả các quốc gia tại A châu Nha rồi tiếp tục Wow à, Tàu cộng sẽ tan rã nếu họ đánh Đài Loan khỏi con phòng Em nghĩ vậy Thì tôi hy vọng cuộc chiến này Nếu mà nó mở rộng ra Thì có thể là đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị sụp đổ Và nước Trung Hoa sẽ chia lại nhiều phần nhỏ Từ Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Châu, Hồng Kông Cho tới khu vực Vân Nam Họ sẽ tách dần ra thành một quốc gia độc lập tại vì xưa nay họ là một quốc gia khác ví dụ như ở vân nam dân trung quốc đâu có nhiều bằng những người thiểu số người mèo người nùng này nọ là họ đa số họ ở vân nam còn người quảng châu thật sự họ nói tiếng quảng họ nói tiếng quảng chứ họ đâu có nói tiếng uh, mandarin đâu rồi tân cương nội mông rồi hắc long giang những khu vực đó thì tôi nghĩ rằng sẽ có những cái uh, thay đổi và nó làm cho cái thế giới an toàn hơn nếu Trung Quốc vỡ thành những nước nhỏ ok rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye